Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau học tập và nghiên cứu về cách đánh địa chung một chút nhé. Trước hết, về địa chung này, vì hiện nay, những vị đồng tu học địa chung thì rất nhiều. Đồng tu cũng cần một mẫu để có thể học theo. Thực ra, ngày nay có máy niệm Phật địa chung. Trong máy có tiết tấu niệm Phật địa chung. Cho nên khi đọc địa chung, chúng ta có thể học theo nhịp điệu này. Như vậy, giúp quá trình học địa chung sau này sẽ nắm vững hơn. Cũng giống như chúng ta đang xây dựng một nền móng vững chắc cho bộ môn quan trọng này. Về máy niệm Phật thì một lát Thầy sẽ cho mọi người nghe thử. Tuy rằng hiện nay chúng ta có thể dùng máy để nghe và tập, nhưng một số đồng tu cũng mong muốn biết cách cầm dùi như thế nào, muốn đi sâu vào tìm hiểu rõ hơn nữa. Các vị bên AB thì Thầy chủ yếu chỉ muốn các vị này giúp tăng cường bên tay mỏ mà thôi. Nên các vị bên tay mỏ hôm nay cứ nghe để tham khảo. Chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề của bên gõ chuông vào một thời gian khác nha. Khi các vị cầm dùi thì cần chú ý không nên nắm quá chặt, không cần dùng sức. Chỉ cần kiểm soát được cây dùi sao cho khi gõ âm thanh phát ra thật dễ chịu. Cũng như vậy, dù các vị có gõ trong thời gian dài cũng không thấy mỏi. Nếu muốn đạt hiệu quả như thế, tôi cũng không bắt buộc là các vị phải dùng một phương pháp nào đó. Riêng tôi thì thường cầm như thế này, như vậy này. Tôi cũng không nắm chặt, cầm rất nhẹ nhàng. Các vị hãy nhìn cách cầm này. Nhưng vấn đề không phải là cầm dùi ra sao, mà nguyên tắc quan trọng là không được nắm quá chặt tay. Khi cầm chặt quá, cầm chắc như thế sẽ bị mỏi. Khi gõ lâu, các vị sẽ thấy mỏi tay. Tiếp theo là đừng dùng sức. Không cần dùng sức để gõ. Các vị xem tôi gõ mà dùng sức. Đây là dùng sức gõ. Không cần dùng sức như vậy. Ta sẽ áp dụng nguyên lý đoạn 7. Tức là chỉ cần mượn sức như thế này. Đây là nguyên lý đoạn 7. Các vị xem gõ như thế này. Khác với khi ta dùng sức. Đây là gõ khi dùng sức. Còn khi mượn sức là thế này đây. Gõ như thế thì gõ lâu cũng không mệt. Tay không bị mỏi. Tại sao ta bị mỏi? Vì ta dùng sức gõ. Nếu dùng sức gõ lâu thì, ôi, tay bắt đầu mỏi rồi. Và tay ta bắt đầu cứng đơ ra, không kiểm soát được nữa. Nên bây giờ gõ nhẹ nhàng. Khi gõ nhẹ nhàng, ta có thể gõ nhanh hoặc chậm đều được. Các vị xem khi tôi gõ chậm thì sẽ chơi cao một chút, như đánh vợt vậy. Còn nếu đánh nhanh, các vị hãy xem, tôi chỉ cần kiểm soát như thế này. Kiểm soát nó như vậy là được rồi. Tại sao chúng ta có thể gõ lâu mà lại không thấy mỏi tay hay tay bị cứng đơ? Kỹ thuật là ở chỗ cái nguyên tắc này. Nhưng còn rất nhiều người hoàn toàn vẫn chưa nắm được. Nên khi đánh, họ nói rằng nếu phải đánh lâu thì họ cũng hết cách. Họ bảo nếu đánh nhanh mà lâu quá 5 phút thì không thể tiếp tục đánh nữa. Thật ra tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái cách này phải có sự cảm nhận. Không phải mình muốn học là học được. Chúng ta phải cảm nhận được cái cảm giác này. Sau đây tôi có thể đánh mẫu. Các vị có thể tham khảo cái này. Quay lại cách cầm này để mọi người tham khảo. Về thực tế vận dụng vào thì đương nhiên có sự khác biệt. Nhưng nguyên tắc là như vậy. Nên sau khi ta cầm dùi lên thì hãy sử dụng tay của các vị để phát huy tốt cho nó. Đây các vị muốn nhanh hay chậm? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật.
Đấy chính là như vậy. Là như vậy, cảm giác rất nhẹ nhàng nhé. Không phải đánh địa chung mà dồn hết sức mà đánh. Nó rất nhẹ nhàng. Thật ra nó nhịp nhàng mà hòa vào tiết tấu nhịp gõ. Đại chúng cũng hòa nhịp vào, nên giúp cho tất cả đại chúng như hòa lại thành một. Cách gõ và niệm như thế sẽ rất thoải mái. Khi niệm, mọi người sẽ cảm thấy tâm hoan hỷ. Điều cần lưu ý là có người khi gõ chỉ dựa vào sức của cánh tay, mà dùng hết cả thân người để gõ. Thân người mình sẽ truyền nguồn động lực cho cánh tay. Như thế, khi ta gõ nó sẽ như thế này. Nên rất thông thả nhẹ nhàng, không hề siết chặt dùi mỏ, chỉ là điều khiển nó mà thôi. Nên các vị sẽ thấy bờ vai mình sẽ được thả lỏng. Vì sao thấy như mỏi vai? Vì ta sử dụng sức của bờ vai, nên bắt đầu thấy cứng đơ. Từ đó ảnh hưởng đến cánh tay, và tay ta sẽ không gõ lâu được. Vì vậy, phải gõ một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả tay ta cũng cử động. Nên có nhiều người hay thấy thầy như đang nhúc nhích, mà thật thầy đang nhúc nhích. Mà thế này vẫn tốt, vì đèn hơi tối nên nhìn không kỹ sẽ không thấy. Nếu đèn bật sáng sẽ thấy rất rõ. Cũng rất tốt, như vậy cũng giống như ta đang tập thể dục vậy. Nhưng ở đây chỉ là sự chuyển động nhịp nhàng mà thôi. Nếu có nhịp nhàng, ta sẽ không cảm nhận được tiết tấu. Thật ra, từ sự chuyển động nhịp nhàng này, ta mới bắt được tiết tấu này. Vì vậy, nó rất thông thả. Thầy thấy có nhiều vị hay gõ thế này. Không phải như thế, thậm chí còn tựa cả lên chân. Nhưng như vậy cũng không sao cả. Chỉ là nếu gõ như vậy thì một hồi lâu chỉ có tay cử động. Mà tay cử động gõ lâu thì lúc đó sẽ mỏi tay, không thoải mái. Ta sẽ thấy rõ hơn khi ta gõ nhanh, như vậy sẽ có ảnh hưởng. Còn thầy thì không hề gõ như vậy. Thầy không tựa tay lên chân. Thầy gõ như thế này, gõ một cách thông thả, cứ gõ tự nhiên thôi, rất nhẹ nhàng. Vậy sẽ không bị mỏi, nên có thể gõ nhanh hơn. Đương nhiên là tốc độ trong lúc gõ sẽ hơi nhanh. Có vị bảo, chà, đang tăng tốc. Có vị đã học qua, sau khi học rồi, anh cảm thấy thế nào? Thưa thầy, nhanh quá. À, nhanh quá à. Cứ nhanh như thế, các vị Bồ Tát lớn tuổi sẽ khó niệm theo kịp. Đương nhiên cái nhanh cũng có điểm tốt. Nhưng nếu các lão Bồ Tát không biết cách lấy hơi hay hít thở, thì cứ niệm liên tục đến mức hết cả hơi. Như vậy sẽ không ổn rồi. Lúc đó sẽ bảo, như thế nhanh quá. Nên thầy muốn nhấn mạnh rằng, có cách để lấy hơi. Cách đó là trong 5 câu, ta sẽ bỏ 1 câu không niệm để lấy hơi. Nhưng các vị ấy cứ dốc sức niệm sao cho kịp. Cứ dốc sức hết hơi niệm như thế thì tốc độ càng nhanh sẽ càng mệt. Cái này đương nhiên là khi mới bắt đầu, sẽ phải giải thích rõ để mọi người biết cách phối hợp, thích thở lấy hơi. Thật ra nhanh như vậy cũng rất thoải mái. Chúng ta cùng xem thử niệm nhanh nhé. Vì tất cả mọi người đều biết cách lấy hơi ra sao rồi. Có vài vị lão Bồ Tát chưa biết rõ thôi. Cùng xem khi niệm nhanh. Đấy, như thế đấy. Cái nhanh này nó nhanh hơn bình thường. Có một thời gian thầy ở bên Úc. Bên Úc thì ngày nào cũng niệm như vậy. Thì thầy bảo có thể niệm nhanh thêm chút nữa. Nhưng bên Úc thì số người rất ít, khoảng 30 đến 40 người thôi. Còn bên này thì mình đông khoảng 100 người. Nên khi niệm nhanh có khi sẽ hơi khó. Trên 100 người, thậm chí có vị sẽ theo không kịp. Người gõ cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Chà, nhiều người như vậy mà lại niệm nhanh như thế. Có khi niệm không đồng đều, có nhanh, có chậm. Thật ra vấn đề quan trọng nhất là cái tâm của mình. Có khi mình bị những thứ xung quanh ảnh hưởng tới. Như khi người ngồi bên cạnh ta niệm không đồng đều với mình. Một người nhanh, một người chậm, ta sẽ bị ảnh hưởng ngay. Đây là việc rất tự nhiên vì tâm ta không được định. Người ta chỉ niệm một câu không đều với mình thì ta sẽ bị ảnh hưởng ngay. Thầy nghĩ rằng đây là vấn đề lớn nhất của các vị học địa chung. Có thể ở nhà ta niệm rất là tốt,
bình thường nắm rất vững. Nhưng mà khi gặp người bên cạnh niệm chậm một chút, thường không nhanh hơn mà chậm hơn. Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm của chúng ta, ảnh hưởng đến sự tự tin của ta, ảnh hưởng đến tiết tấu nhanh chậm, một trạng thái không tốt. Thực ra đây cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ là muốn mọi người hiểu thật ra học địa chung, học pháp khí cũng là đang tu tập giới định tuệ. Nếu như các vị có thể vận dụng nguyên lý này vào trong pháp khí, thì Thầy tin rằng các vị sẽ có một động lực lớn và là điểm tựa. Nên quan trọng nhất là chúng ta phải định. Bất kể hôm nay người bên cạnh là những ai, ta chỉ cần đi theo tiết tấu của mình, cứ theo đó mà niệm cho tốt. Đừng để tâm họ tụng như thế nào, niệm thế nào. Và ngay đây cũng là một sự rèn luyện tốt với chúng ta. Vì thế chúng ta cũng không thể bảo rằng anh này niệm chậm quá, mau ra ngoài. Thầy có nghe nói hình như có chuyện như vậy, người này sẽ được mời rời khỏi ngay, mời đi chỗ khác. Trường hợp này ta nên cố gắng tránh, không nên làm vậy. Vì làm thế, người ta sẽ mất cơ hội rèn luyện thôi. Luôn luôn phải bắt người ta phải thuận theo ta, mà ta không có cơ hội thuận theo người khác. Thật ra khi gặp trường hợp như vậy, gặp phải vấn đề khi tụng niệm, thì ta có thể giải quyết một cách khéo léo và hòa nhã. Chúng ta có thể trao đổi bàn bạc với nhau, xem có thể tụng niệm như thế nào. Với một tấm lòng từ bi yêu thương, chúng ta nên chỉ cách cho họ, hướng dẫn họ. Vì thường có thể họ là người mới đến, mới bắt đầu học. Vậy là cơ hội để chúng ta hướng dẫn cho họ, giúp họ có thể hòa nhập vào cái tiết tấu và dòng chảy chung này. Làm được như vậy, thì thầy tin là họ sẽ rất hoan hỷ tiếp thu và họ sẽ làm tốt hơn, tiến bộ dần. Nên ở đây chúng ta là hộ pháp, hộ thất, những vị này chúng ta phải chú ý nha. Và tất cả những người học địa chung, chúng ta đều phải có lòng từ bi, có lòng thương yêu, thật sự giúp đỡ cho các vị đồng tu niệm Phật ở quanh ta, giúp họ có thể dễ dàng hòa nhập và nhịp điệu tiết tấu. Chứ ta đừng mời họ ra ngoài, vì làm như vậy, người đi cộng tu sẽ càng ngày càng ít, không thể tăng lên được. Chúng ta hy vọng mọi người đều hoan hỷ, đều yêu thích niệm Phật, đến tham gia cộng tu. Nên trong việc tu hành, chúng ta phải phát huy tinh thần Bồ Tát trong Phật Pháp. Đó là độ chúng sanh, hướng dẫn họ, hóa độ họ. Hy vọng họ cũng có thể cùng với câu Phật hiệu hòa thành một, có thể niệm Phật, có thể đắc được pháp hỷ, có được sự thành tựu. Vì vậy, những nguyên tắc mà Thầy đã nói, đầy tay không dựa vào chân. Nhưng bên tay đánh chuông, Thầy có tựa đấy. Nên khi đánh chuông, Thầy không dùng sức để đánh. Thầy có thấy vài vị đồng tu thường hay dùng sức để đánh, xem nhé. Khi đi chậm thì có thể đánh được, nếu đi nhanh sẽ đánh không kịp, không kịp. Mọi người xem, Thầy dùng sức đánh sẽ thế nào. Như vậy làm sao có thể đánh được, dù có cố đánh nhanh cũng chẳng đánh kịp. Tiết tấu của mỏ và chuông sẽ không đều. Vì thế, tay trái đánh chuông phải dùng các ngón tay nhấn, nhấn nhẹ thôi. Không cần dùng nhiều sức, nhưng vị trí cũng phải đúng. Vì không đúng vị trí thì có nhấn cũng không ra tiếng. Ta phải nhấn đúng vị trí có âm thanh. Thường Lạc Pháp, anh nghe có hiểu không? Con hiểu. Các vị xem huynh này học tiếng Hoa nhanh thật, không lâu mà đã hiểu rồi, không cần phải phiên dịch nữa. Đây chính là nhấn. Thật ra khi đi nhanh, sự phối hợp của hai pháp khí này cũng rất quan trọng. Vì nhiều khi đi nhanh thì chuông hầu như không phối được tốt lắm. Thầy thấy có nhiều vị đồng tu khi đánh thì nhanh rồi, mỏ thì đánh tốt rồi, đánh rất có tiết tấu. Nhưng còn chuông thì hình như phối hợp chưa được tốt. Mà như vậy thì sẽ có khiếm khuyết, có cảm giác không trọn vẹn. Tốt nhất cả hai thứ phải đều nhau, như đồng nhất vậy. Cái này thì đòi các vị phải luyện tập thuần thục, tức là cần đạt tới mức độ như vậy. Ngoài ra cái này cũng liên quan đến cách đánh. Các vị xem, cách đánh cũng ổn rồi, và tiết tấu cũng rất tốt,
rất thuần thục. Giờ thì chúng ta cảm nhận cách đánh, đánh như vậy nhé. Và thầy cũng có mời các vị đồng tu đánh kiểm tra. Các vị đã biết các nguyên lý và phương pháp, thì bây giờ hãy nghe xem họ đánh. Thầy đã giải thích những điểm trọng tâm rồi. Sau này các vị đều biết cách làm sao để tập cho tốt, làm sao để chỉ dạy cho người khác. Cái này các vị hãy nắm kỹ về các nguyên lý phương pháp nhé. Các vị xem. Để như vậy đấy, nhất thiết phải phối hợp đồng đều. Vì vậy khi có người nghe thấy, à hình như hơi lạ. Khi các vị nghe lâu rồi, thì tai các vị có thể trở nên rất nhạy rồi. Các vị có thể nghe ra, nên các vị sẽ nghe ra chỗ nào có vấn đề. Nếu như có vị nào đó đến thỉnh giáo các vị, và vì mình cùng là người học địa chung, nên chúng ta sẽ biết vấn đề xảy ra ở đâu, và có thể giúp bạn đồng tu khắc phục. Nhiều lúc vấn đề không nằm ở tiết tấu nhanh hay chậm, mà là sự phối hợp giữa chuông và mõ. Do hai bên chưa phối hợp tốt, vậy cái này chúng ta phải chú ý đến. Tiếp đến là khi gõ như thế này. Nhưng khi gõ lâu, tay mình sẽ hầu như sẽ tựa sát vào người mình. Thế này rất khó dùng sức, không thể phát huy cho tốt được. Nên thông thường khi ta muốn phát huy được tốt, tay ta sẽ đặt ngoài đây. Vì ta cần ngồi xếp chân vào. Vì có nhiều vị chưa ngồi xếp chân thế này. Nhưng về cơ bản, yêu cầu của thầy phải ngồi được bán già được. Ngồi thế này là bán già. Còn vậy chỉ là xếp chân thôi. Vì cả bán già cũng chưa thể được, nên chỉ đành ngồi xếp chân như vậy. Nhưng ngồi thế thì có cảm giác không được vững vàng, không được chắc chắn. Nên ít nhất ta phải ngồi tư thế này. Và đương nhiên ngồi được như thế này nữa thì tốt nhất. Nếu ngồi được thì càng vững vàng hơn. Nhưng tư thế ngồi này không phải vị nào cũng lập tức ngồi như thế được. Vì vậy ta nên luyện tập từ từ. Như khi ở nhà xem tivi, ăn cơm hay lúc ngồi ghế, thì chúng ta cũng tập ngồi như vậy. Thử ngồi xếp chân như thế này, ta có thể tập bất cứ lúc nào. Khi ta đang ngồi xe hay ngồi đâu đấy, cũng có thể tập ngồi được lâu hơn. Cái ngồi xếp chân này cũng ảnh hưởng đến việc đánh địa chung. Vì như khi ta ngồi xếp chân được chừng mười mấy phút, thì chân ta bắt đầu tê mỏi rồi. Người thì bắt đầu toát mồ hôi rồi. Thì khi đó ta sẽ chẳng thể nào gõ địa chung cho tốt được, vì nó ảnh hưởng đến thân thể và tâm lý của chúng ta. Nên bình thường, chúng ta phải thường xuyên tập ngồi cho tốt. Từ đó ta thấy rằng phải kết hợp nhiều yếu tố với nhau thì mới đạt hiệu quả tốt. Nên phải tập luyện, tập cho đôi chân ta. Bình thường không còn cách nào khác, nên chúng ta phải ngồi như thế. Ngồi như vậy không được vững chắc, hơi lạ lùng. Thường thì hay ngồi bán già, khi gõ thì tay thầy như thế này. Khi mà thầy gõ thì tay không tựa vào, nên sẽ hay chạm phải chân. Khi chạm vào chân, nếu vị trí của bộ chung quá gần, thì sẽ có ảnh hưởng, làm cho tay hay va phải chân mình. Để tránh việc này, ta có thể chỉnh sửa vị trí sao cho mỏ nằm ngay chính giữa. Như thế tay mình sẽ gõ một cách nhẹ nhàng hơn. Tay sẽ được nhẹ nhàng hơn vì vị trí đặt mỏ vừa khớp với khoảng trống nơi bàn chân. Các vị nhìn này, chính là ngay tại đây, nên vừa đủ để không ảnh hưởng đến tư thế tay gõ mỏ. Vì vậy sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này thì thành ra bên đánh chuông hơi lệch một chút, sẽ không được tốt lắm. Chúng ta nên cố định tư thế của mình, tự nắm rõ tư thế mình phải làm thế nào, vị trí phải đặt ra sao. Sau khi mà chúng ta cố định được rồi, thì cho dù nhắm mắt đi nữa, cũng có thể gõ được. Nếu ta cứ phải mở mắt ra mà nhìn vào chúng thì không ổn rồi. Vì tâm ta cần phải định nên đừng nhìn chúng, nhắm mắt mà gõ thôi. Khi ta nhắm mắt mà gõ thì càng thấy rõ ràng hơn. Còn nếu mở mắt nhìn chúng, thì hình như ta chỉ chú ý tới chỗ này thôi, và sẽ không còn để ý tới chung quanh, đại chúng niệm như thế nào, tình hình chung ra sao nữa. Vì thế, khi nhắm mắt, ta sẽ cảm nhận được hết chung quanh tình hình của đại chúng. Không phải dùng mắt nhìn, mà phải dùng tai mà nghe, mà cảm nhận cả một đạo tràng, tình hình niệm Phật chung của đại chúng. Mình nên tập trung cố định thế này, phải cố định đến độ dù có nhắm mắt đi, ta cũng có thể niệm Phật một cách nhẹ nhàng được.
Đó là như vậy. Nghĩa là sau cùng, ta có thể không cần dùng mắt để nhìn bộ địa chung này nữa, mà nhắm mắt lại rồi dùng tay để nghe và cảm nhận. Thật ra việc gõ địa chung này là để chúng ta có thể nghe, nghe để xem mình đã niệm đúng nhịp với đại chúng hay chưa, đã bắt nhịp được với cái nhịp điệu tiết tấu hay chưa. Đây chỉ là những điều cơ bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề tiết tấu, về duy na, sự phối hợp của chúng ta. Và duy na cũng là một yếu tố quyết định sự thành bại. Nếu như hôm nay, duy na bắt nhịp quá cao hoặc quá thấp, không bắt nhịp thích hợp vừa phải, thì cũng không thể thành công được. Vì khi đấy nhịp gõ quá cao, cao quá thì đại chúng sẽ không theo nổi. Đầu tiên thì các vị nữ đồng tu sớm đã không theo kịp được, im hơi lặng tiếng rồi. Còn các vị nam đồng tu thì chắc vẫn còn một số theo được. Mà thấp quá cũng không được. Thấp quá thì các vị nam đồng tu sẽ bắt theo được. Nên thầy lúc nào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy na. Tầm quan trọng của duy na là ở chỗ nào? Cái quan trọng nhất đó là họ phải bắt nhịp sao cho thích hợp, đúng chừng mực. Vì vậy các vị thấy đấy, cũng là một trong những yêu cầu đầu tiên cần kiểm tra đối với duy na. Vì vậy là một duy na thì cần phải bắt nhịp sao cho không quá cao hay quá thấp, để bản thân cùng với tất cả đại chúng, ai ai cũng đều có thể theo kịp được, bất kể là nam hay nữ, đều chấp nhận được. Ví dụ về duy na thì chúng ta hãy làm thử nhé. Thầy xin mời A nhé. A làm tốt rồi. Vì thế, ta cần chú ý những chỗ mà duy na bắt nhịp. Thứ nhất là trước khi niệm Phật thì ta có tụng kinh, đúng không ạ? Sẽ tụng kinh A-di-đà và kệ tán Phật. Ngay phần tán Phật thì duy na sẽ quyết định nhịp cao hay thấp ngay sau đó. Nên chúng ta cần kiểm tra, thứ nhất là phần tán Phật và thứ hai là phần Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì đoạn thứ hai sẽ bắt đầu nhịp từ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nên ở hai phần này thì nhịp khởi xướng phải bắt thật tốt. Nào, A hãy thử nha. Vậy con bắt đầu từ tán Phật ạ? Vâng, hãy bắt đầu. Rồi, các vị thấy nhịp này như thế nào? Thầy muốn các vị cùng nghe, xem nhịp này nghiêng về cao hay thấp. Nhịp này các vị thấy thế nào? Hơi cao đúng không? Nào lần nữa nha. Vâng, nhịp này cũng được rồi. Cái nhịp này thì tương đối ổn rồi đấy. Mọi người đều chấp nhận được nhỉ? Nhịp trước đó thì cao hơn. Nếu gặp nhịp cao như thế, ta phải biết khéo chỗ này. Nếu anh ta đã bắt cái nhịp cao như vậy rồi, thì khi ta gõ địa chung đến khúc cuối khi niệm câu Phật hiệu, phần 4 chữ, thì ở đây thật ra ta có một cách để đi vào khúc gõ nhanh sớm hơn. Ta sẽ vào nhịp nhanh sớm hơn. Vì làm như vậy, ta có thể lược bớt một đoạn nhịp, đó là nhịp cao nhất. Chúng ta có 5 nhịp đúng không ạ? Khi ta lược bớt một nhịp thì sẽ trở nên vừa hơn, nhịp vừa phải thì dễ niệm hơn. Cũng giống như ta đã lấy bớt đi phần nhịp cao rồi, thì ta sẽ sớm vào nhịp nhanh hơn. Vì vậy, thông thường những nhịp cao như thế này rất cao đúng không? Rất cao. Rồi ta chuyển sang nhịp nhanh. Là như vậy, tuy là nhịp rất cao, nhưng thầy đã đem phần nhịp cao đấy lược bỏ đi và chuyển sang nhịp nhanh luôn. Vậy là thầy không cần kéo cao lên, không cần phải theo nhịp cao này nữa. Ai cũng có thể theo kịp rồi. Ở đây cũng là một phương pháp cứu vãn. Nếu gặp khi duy na kéo nhịp quá cao, sau đó không còn cách nào khác, ta sẽ chuyển sang nhịp nhanh luôn. Vì vậy, tại sao bảo rằng nhịp nhanh? Theo nguyên tắc thì mình chia thành 3 phần, nhanh, chậm, vừa. Thật ra thì không có quy tắc bắt buộc, vì thuộc vào biểu hiện duy na mà quyết định. Nếu như duy na bắt nhịp cao, thì lúc đó ta sẽ đi nhịp nhanh sớm. Nếu như ta có phương pháp, thì hãy cho tăng tốc sớm hơn. Và tăng tốc rồi, thì có thể cho kéo dài thời gian ra một chút. Làm như vậy thì đại chúng có thể theo kịp được. Đây là một cách. Còn cách thứ hai, đó là hạ nhịp xuống. Ví dụ, khi anh ta bắt nhịp tán Phật, thì ta đã nghe ra, à, anh ta bắt nhịp tán Phật cao, vậy lát nữa sẽ còn cao hơn. Lúc này ta cần dự đoán tương lai trước. Nghĩa là chúng ta không phải cứ nghe anh ta bắt nhịp rồi cứ thế niệm theo luôn, mà ta phải biết dự đoán, xem từ khi anh ta bắt nhịp tán Phật cho đến lúc niệm Phật sẽ cao tới độ nào. Những điều này chúng ta đều phải biết rất rõ. Chúng ta có thể cứu vãn nhịp trong những trường hợp giới hạn. Như đầu tiên, có thể điều chuyển ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu như cảm thấy chỗ này khó chỉnh,
thì chính lúc thay đổi phiên bản từ 6 chữ sang 4 chữ, ngay tại cột mốc này, ta hạ nhịp xuống. Nếu như các vị có cách thì hạ nó xuống. Đương nhiên điều quan trọng là ta có micro trên tay hay không, nếu không các vị sẽ không xoay chuyển nổi duy na. Vì vậy mà thầy luôn nói rằng phải có micro. Vì sao ta nên có micro? Vì khi đó ta có quyền chủ đạo. Có thể lúc bắt đầu là do anh ta chủ đạo, nhưng sau đó ta vẫn khiến anh ta thay đổi theo để đạt được yêu cầu như mong muốn. Nhưng quan trọng là quý vị có thể nắm chắc được những thời điểm trọng yếu để điều chỉnh, nếu không thì rất khó. Nên thông thường phương pháp của thầy thì thầy gặp duy na bắt hơi cao thì canh ngay lúc thay đổi phiên bản để hạ nhịp xuống. Ngay lúc ấy hạ xuống, vừa hạ là sẽ cảm thấy dễ niệm và dễ gõ hơn ngay. Vì duy na thì không có cố định, luân phiên mà. Vì thế có thể vị này mới đến nơi thôi liền vội vàng vào làm duy na, trong đầu còn rất nhiều điều vọng tưởng. Ban nãy mình nghĩ gì rồi? Vừa bắt nhịp thì ô, trong đầu còn vọng tưởng. Thường thì theo phản xạ tự nhiên là cứ bắt nhịp cao, nên bắt một hơi lên nhịp cao luôn rồi. Nếu như họ định tâm lại, lắng hết mọi vọng tưởng, thì họ sẽ bắt đầu chú ý đến nhịp thấp, sẽ tương đối thấp. Đây là một trong những trạng thái của duy na. Nên vừa nãy thầy nói, nếu như và lỡ như duy na bắt nhịp quá cao, thì mọi người phải chú ý canh ngay thời điểm nào đấy để hạ nhịp xuống. Nhất là khi chuyển từ 6 chữ sang 4 chữ. Đây là một cơ hội tốt. Đấy là một số trường hợp mình vừa gặp phải. Vậy anh thử bắt nhịp từ chỗ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới xem nha. Tốt, chỗ này rất tốt. Cái này tốt rồi. Chúng ta chỉ cần lắng nghe là biết ngay chỗ nào bắt được tốt rồi. Đã chuẩn rồi, nhịp này bắt chuẩn rồi. Vì thế thật sự mà nói, quan trọng mà nói là vì anh ta chưa định tâm nên sẽ bắt nhịp quá cao. Nguyên do các vị nam đồng tu thường bắt nhịp rất cao. Chúng ta rất ít thấy các nam đồng tu khởi đầu nhịp thấp, thường họ hay bắt nhịp rất cao. Vì theo thói quen bình thường, các nam đồng tu hay bắt nhịp cao. Và bây giờ họ đã bắt nhịp vài lần, nên họ biết được rồi, và họ sẽ đi vào trạng thái cân bằng. Theo gợi ý của thầy, bản thân duy na khi mới bắt đầu vào thì đừng vội vàng. Ví dụ như khi phải bắt nhịp liền, mau mau bắt nhịp ngay. Thật ra ta nên chậm rãi một chút, nhẹ nhàng hít thở một cái, chậm chậm chút rồi hãy bắt nhịp. Như vậy có thể giúp tâm ta từ từ lắng xuống và sẽ dễ dàng bắt nhịp đúng hơn. Đấy là yêu cầu đối với duy na. Thầy cảm ơn, xin mời anh A ngồi xuống. Đây là vài điểm quan trọng thầy vừa nói. Lát nữa thầy sẽ hỏi lại ngay và sẽ để mọi người kiểm tra một chút. Những điểm quan trọng thầy vừa nói có thể bây giờ mọi người chưa nhớ được, nhưng cố gắng nhớ cho kỹ. Khi thầy kiểm tra từng cái thì mọi người hãy để ý nghe nhé. Tiếp theo, khi chúng ta gõ thì thường có 3 mức tốc độ. Giờ đây ta nói đến vấn đề tốc độ, thường là 3 mức. Chậm, vừa, nhanh. Còn cần chú ý vị trí xa gần. Có một số vị thì thường để hơi xa, nên phải cầm dùi dài ra gõ. Để hơi xa. Hơi xa đúng không ạ? Thầy thì không quen để xa như thế. Dùi gõ thầy cũng không duỗi ra dài như vậy, thì chỉ cầm cỡ chừng ngay giữa thôi. Và bộ chuông thầy để gần tí. Thầy cũng không ngồi quá cao, bộ chuông cũng không kê quá cao. Tư thế ngồi vừa đúng từ trên xuống dưới, rất thoải mái. Cũng giống như khi gõ mõ. Ta không gõ như vậy. Nếu gõ tầm thấp, thấp thế này thì vừa, rất thoải mái, gõ rất tốt. Và vì thế vị trí gõ như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ đừng gõ cao như vậy. Cao quá thì tay ta sẽ dễ mỏi và không có sức gõ. Nên thầy đồng ý, nên kê mõ cao vừa phải thì gõ rất êm tai, đừng quá cao. Địa chung cũng vậy, phải từ trên mà xuôi xuống, gõ thế này. Vị trí đừng quá xa, để gần một chút, tay thì phải đặt như vậy. Rồi khi ta cầm dùi, vì ta mặc hải thanh, nên có lúc cũng ảnh hưởng. Nhất là mấy vị gõ trống thì dùi hay vướng tay áo. Nên một hôm Pháp Sư B bảo rằng, sao gõ trống mà thấy là lạ? Thì ra là do cái tay áo vướng cái dùi trống. Thầy bảo để thầy làm một cái chụp tay áo. Mai mốt ai gõ trống thì chụp vào cho đỡ vướng. Vậy nên ta nói tay áo cũng có chút ảnh hưởng. Tiếp đến, mình nói đến tiết tấu. Tiết tấu chậm là thế này.
Đây là tiết tấu chậm. Chúng ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu này, vì đây là sự cảm nhận của mỗi người. Dù có dạy cũng chưa chắc dạy cho hiểu được. Ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu. Hơn nữa, phải gõ một cái là vào đúng tiết tấu ngay. Gõ chậm hoặc nhanh hơn đều không được. Nên mới nói rằng tiết tấu là cố định. Ta thử nghe máy niệm Phật này nhé. Đây chính là tiết tấu. Thật ra, Thầy muốn mọi người nghe máy là để ta tập gõ theo và giúp ta làm quen với tiết tấu này. Khi cầm gõ, ta sẽ biết mình phải gõ như thế nào cho đúng chuẩn. Như vậy chúng ta không cần phải đi tìm, xem phải gõ như thế nào là thích hợp. Chúng ta phải tập đến độ không cần phải tìm nó nữa, mà cũng biết được tiết tấu mình cần đạt tới. Trong quá trình tìm kiếm thì ta phải lướt qua thật nhanh. Khi đã tìm được tiết tấu rồi thì hãy biết cố định cái tiết tấu ấy. Cách gõ của mình là như vậy, tiết tấu của mình là như thế. Sau đó mới tới mức độ nhanh hơn chút thì cũng phải cố định được cái tiết tấu, phải biết duy trì nó lâu một chút. Đây là phần cơ bản. Nếu các vị tập theo hai đoạn tiết tấu này, cầm theo máy niệm Phật máy loại này, thì ở nhà các vị cũng có thể niệm theo để từ đó nắm bắt được sự cảm nhận về tiết tấu. Vì vậy, ta nói tiết tấu sẽ giúp ta cảm thấy niệm rất hay. Các vị xem thử khi tiết tấu này gõ quá nhanh hay quá chậm sẽ ra sao nhé. À, tiết tấu này có vẻ không đúng phải không? Cái này cũng không đúng, nhất thiết phải cái tiết tấu kia kìa. Các vị học địa chung thì phải nắm rất chắc những tiết tấu này. Đây là tiết tấu chậm nha. Đấy là như thế. Nhanh một chút nữa, chúng ta tìm kiếm tiết tấu độ nhanh hơn cái trước một chút, rồi thì phải nắm bắt cố định nó lại. Tiết tấu này nhanh hơn cái trước một chút. Kiếm được thì ta phải nắm giữ cố định nó lại. Ban nãy mình điều chỉnh tới mức này thì hãy cố định nó. Cái tiết tấu này là mốc chuyển tiếp. Ban nãy ta vừa nói đến mốc chuyển tiếp. Chúng ta vẫn đang nói trong tiết tấu kéo âm. Vẫn còn trong lúc kéo âm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Có chữ gì được kéo dài ra. Khi tới mốc chuyển tiếp, ta phải chuyển sang không kéo âm nữa. Nên khó nhất là ở chỗ này, vì có khi đại chúng không biết ta niệm có hay không có kéo âm, nên thành ra một số thì kéo âm, một số lại không kéo, nên sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu của mình. Chúng ta cũng chẳng biết rốt cuộc là niệm kéo hay không kéo đây. Khi ấy mình cũng bị làm cho rối cả lên rồi. Vì đại chúng chia làm hai phe rồi, thì kéo âm bên thì không kéo, đó là vì tiết tấu của chúng ta làm cho đại chúng phân biệt không rõ. Không biết nên kéo hay không nên kéo, không biết phải niệm ra sao. Vì vậy, cái tiết tấu của chúng ta phải được xác định cho thật rõ. Đây là thầy thử kéo âm chuyển nha. Amen.
Đấy chính là như vậy. Có nghĩa là vừa đúng từ cái mức giới hạn, mức chuyển tiếp, chuyển từ có kéo âm sang không có kéo âm. Thật ra thì mức chuyển tiếp này cũng hơi dài, nên ta còn phải trải qua một quá trình. Nhưng quá trình này không nên kéo quá lâu, đừng kéo quá lâu. Khi đã trải qua quá trình này rồi thì chuyển sang không kéo âm nữa. Làm như vậy đại chúng sẽ biết được, à, anh chuyển sang không kéo âm nữa. Nên trong đoạn quá đoạn này thì đại chúng sẽ chưa phân biệt được. Nên ta đừng ở lại đó quá lâu. Vậy nên khi đã chuyển sang tiết tấu khác rồi, sang tốc độ tiết tấu không kéo âm rồi, thì đại chúng tự nhiên sẽ biết theo mình. Nhất là thầy nhấn mạnh niệm Phật phải niệm ra tiếng, tốt nhất là đeo micro vào. Khuyết, có cảm giác không trọn vẹn. Tốt nhất cả hai thứ phải đều nhau, như đồng nhất vậy. Cái này thì đòi các vị phải luyện tập thuần thục, tức là cần đạt tới mức độ như vậy. Ngoài ra cái này cũng liên quan đến cách đánh. Các vị xem, cách đánh cũng ổn rồi, và tiết tấu cũng rất tốt, rất thuần thục. Giờ thì chúng ta cảm nhận cách đánh, đánh như vậy nhé. Và thầy cũng có mời các vị đồng tu đánh kiểm tra. Các vị đã biết các nguyên lý và phương pháp, thì bây giờ hãy nghe xem họ đánh. Thầy đã giải thích những điểm trọng tâm rồi. Sau này các vị đều biết cách làm sao để tập cho tốt, làm sao để chỉ dạy cho người khác. Cái này các vị hãy nắm kỹ về các nguyên lý phương pháp nhé. Các vị xem. Để như vậy đấy, nhất thiết phải phối hợp đồng đều. Vì vậy khi có người nghe thấy, à hình như hơi lạ. Khi các vị nghe lâu rồi, thì tai các vị có thể trở nên rất nhạy rồi. Các vị có thể nghe ra. Nên các vị sẽ nghe ra chỗ nào có vấn đề. Nếu như có vị nào đó đến thỉnh giáo các vị, và vì mình cùng là người học địa chung, nên chúng ta sẽ biết vấn đề xảy ra ở đâu, và có thể giúp bạn đồng tu khắc phục. Nhiều lúc vấn đề không nằm ở tiết tấu nhanh hay chậm, mà là sự phối hợp giữa chuông và mõ. Do hai bên chưa phối hợp tốt, vậy cái này chúng ta phải chú ý đến. Tiếp đến là khi gõ như thế này. Nhưng khi gõ lâu, tay mình sẽ hầu như sẽ tựa sát vào người mình. Thế này rất khó dùng sức, không thể phát huy cho tốt được. Nên thông thường khi ta muốn phát huy được tốt, tay ta sẽ đặt ngoài đây. Vì ta cần ngồi xếp chân vào. Vì có nhiều vị chưa ngồi xếp chân thế này. Nhưng về cơ bản, yêu cầu của thầy phải ngồi được bán già được. Ngồi thế này là bán già. Còn vậy chỉ là xếp chân thôi. Vì cả bán già cũng chưa thể được, nên chỉ đành ngồi xếp chân như vậy. Nhưng ngồi thế thì có cảm giác không được vững vàng, không được chắc chắn. Nên ít nhất ta phải ngồi tư thế này. Và đương nhiên ngồi được như thế này nữa thì tốt nhất. Nếu ngồi được thì càng vững vàng hơn. Nhưng tư thế ngồi này không phải vị nào cũng lập tức ngồi như thế được. Vì vậy ta nên luyện tập từ từ. Như khi ở nhà xem tivi, ăn cơm hay lúc ngồi ghế, thì chúng ta cũng tập ngồi như vậy. Thử ngồi xếp chân như thế này, ta có thể tập bất cứ lúc nào. Khi ta đang ngồi xe hay ngồi đâu đấy, cũng có thể tập ngồi được lâu hơn. Cái ngồi xếp chân này cũng ảnh hưởng đến việc đánh địa chung. Vì như khi ta ngồi xếp chân được chừng mười mấy phút, thì chân ta bắt đầu tê mỏi rồi. Người thì bắt đầu toát mồ hôi rồi. Thì khi đó ta sẽ chẳng thể nào gõ địa chung cho tốt được, vì nó ảnh hưởng đến thân thể và tâm lý của chúng ta. Nên bình thường, chúng ta phải thường xuyên tập ngồi cho tốt. Từ đó ta thấy rằng phải kết hợp nhiều yếu tố với nhau thì mới đạt hiệu quả tốt. Nên phải tập luyện, tập cho đôi chân ta. Bình thường không còn cách nào khác, nên chúng ta phải ngồi như thế. Ngồi như vậy không được vững chắc, hơi lạ lùng. Thường thì hay ngồi bán già, khi gõ thì tay thầy như thế này. Khi mà thầy gõ thì tay không tựa vào, nên sẽ hay chạm phải chân. Khi chạm vào chân, nếu vị trí của bộ chung quá gần, thì sẽ có ảnh hưởng, làm cho tay hay va phải chân mình. Để tránh việc này,
ta có thể chỉnh sửa vị trí sao cho mỏ nằm ngay chính giữa. Như thế tay mình sẽ gõ một cách nhẹ nhàng hơn. Tay sẽ được nhẹ nhàng hơn vì vị trí đặt mỏ vừa khớp với khoảng trống nơi bàn chân. Các vị nhìn này, chính là ngay tại đây, nên vừa đủ để không ảnh hưởng đến tư thế tay gõ mỏ. Vì vậy sẽ rất nhẹ nhàng. Lúc này thì thành ra bên đánh chuông hơi lệch một chút, sẽ không được tốt lắm. Chúng ta nên cố định tư thế của mình, tự nắm rõ tư thế mình phải làm thế nào, vị trí phải đặt ra sao. Sau khi mà chúng ta cố định được rồi, thì cho dù nhắm mắt đi nữa, cũng có thể gõ được. Nếu ta cứ phải mở mắt ra mà nhìn vào chúng thì không ổn rồi. Vì tâm ta cần phải định nên đừng nhìn chúng, nhắm mắt mà gõ thôi. Khi ta nhắm mắt mà gõ thì càng thấy rõ ràng hơn. Còn nếu mở mắt nhìn chúng thì hình như ta chỉ chú ý tới chỗ này thôi và sẽ không còn để ý tới chung quanh, đại chúng niệm như thế nào, tình hình chung ra sao nữa. Vì thế khi nhắm mắt ta sẽ cảm nhận được hết chung quanh tình hình của đại chúng, không phải dùng mắt nhìn mà phải dùng tai mà nghe, mà cảm nhận cả một đạo tràng, tình hình niệm Phật chung của đại chúng. Mình nên tập trung cố định thế này, phải cố định đến độ dù có nhắm mắt đi, ta cũng có thể niệm Phật một cách nhẹ nhàng được. Đó là như vậy. Nghĩa là sau cùng, ta có thể không cần dùng mắt để nhìn bộ địa chung này nữa, mà nhắm mắt lại rồi dùng tay để nghe và cảm nhận. Thật ra, việc gõ địa chung này là để chúng ta có thể nghe, nghe để xem mình đã niệm đúng nhịp với đại chúng hay chưa, đã bắt nhịp được với cái nhịp điệu tiết tấu hay chưa. Đây chỉ là những điều cơ bản. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề tiết tấu, về duy na, sự phối hợp của chúng ta, và duy na cũng là một yếu tố quyết định sự thành bại. Nếu như hôm nay, duy na bắt nhịp quá cao hoặc quá thấp, không bắt nhịp thích hợp vừa phải, thì cũng không thể thành công được. Vì khi đấy nhịp gõ quá cao, cao quá thì đại chúng sẽ không theo nổi. Đầu tiên thì các vị nữ đồng tu sớm đã không theo kịp được, im hơi lặng tiếng rồi. Còn các vị nam đồng tu thì chắc vẫn còn một số theo được. Mà thấp quá cũng không được. Thấp quá thì các vị nam đồng tu sẽ bắt theo được. Nên thầy lúc nào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy na. Tầm quan trọng của duy na là ở chỗ nào? Cái quan trọng nhất đó là họ phải bắt nhịp sao cho thích hợp, đúng chừng mực. Vì vậy các vị thấy đấy cũng là một trong những yêu cầu đầu tiên cần kiểm tra đối với duy na. Vì vậy là một duy na thì cần phải bắt nhịp sao cho không quá cao hay quá thấp, để bản thân cùng với tất cả đại chúng ai ai cũng đều có thể theo kịp được, bất kể là nam hay nữ đều chấp nhận được. Ví dụ về duy na thì chúng ta hãy làm thử nhé. Thầy xin mời A nhé. A làm tốt rồi. Vì thế ta cần chú ý những chỗ mà duy na bắt nhịp. Thứ nhất là trước khi niệm Phật thì ta có tụng kinh, đúng không ạ? Sẽ tụng kinh A Di Đà và kệ tán Phật. Ngay phần tán Phật thì duy na sẽ quyết định nhịp cao hay thấp ngay sau đó. Nên chúng ta cần kiểm tra, thứ nhất là phần tán Phật và thứ hai là phần Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì đoạn thứ hai sẽ bắt đầu nhịp từ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nên ở hai phần này thì nhịp khởi xướng phải bắt thật tốt. Nào, A hãy thử nha. Vậy con bắt đầu từ tán Phật ạ? Vâng, hãy bắt đầu. Rồi, các vị thấy nhịp này như thế nào? Thầy muốn các vị cùng nghe, xem nhịp này nghiêng về cao hay thấp. Nhịp này các vị thấy thế nào? Hơi cao đúng không? Nào lần nữa nha. Vâng, nhịp này cũng được rồi. Cái nhịp này thì tương đối ổn rồi đấy. Mọi người đều chấp nhận được nhỉ? Nhịp trước đó thì cao hơn. Nếu gặp nhịp cao như thế, ta phải biết khéo chỗ này. Nếu anh ta đã bắt cái nhịp cao như vậy rồi, thì khi ta gõ địa chung đến khúc cuối khi niệm câu Phật hiệu, phần 4 chữ, thì ở đây thật ra ta có một cách để đi vào khúc gõ nhanh sớm hơn. Ta sẽ vào nhịp nhanh sớm hơn. Vì làm như vậy, ta có thể lược bớt một đoạn nhịp, đó là nhịp cao nhất. Chúng ta có 5 nhịp đúng không ạ? Khi ta lược bớt một nhịp, thì sẽ trở nên vừa hơn, nhịp vừa phải thì dễ niệm hơn. Cũng giống như ta đã lấy bớt đi phần nhịp cao rồi, thì ta sẽ sớm vào nhịp nhanh hơn. Vì vậy, thông thường những nhịp cao như thế này, rất cao đúng không? Rất cao. Rồi ta chuyển sang nhịp nhanh.
là như vậy. Tuy là nghiệp rất cao, nhưng thầy đã đem phần nghiệp cao đấy lược bỏ đi và chuyển sang nghiệp nhanh luôn. Vậy là thầy không cần kéo cao lên, không cần phải theo nghiệp cao này nữa. Ai cũng có thể theo kịp rồi. Ở đây cũng là một phương pháp cứu vãn. Nếu gặp khi duy na kéo nghiệp quá cao, sau đó không còn cách nào khác, ta sẽ chuyển sang nghiệp nhanh luôn. Vì vậy, tại sao bảo rằng nghiệp nhanh? Theo nguyên tắc thì mình chia thành ba phần, nhanh, chậm, vừa. Thật ra thì không có quy tắc bắt buộc, vì thuộc vào biểu hiện duy na mà quyết định. Nếu như duy na bắt nhịp cao, thì lúc đó ta sẽ đi nhịp nhanh sớm. Nếu như ta có phương pháp, thì hãy cho tăng tốc sớm hơn. Và tăng tốc rồi, thì có thể cho kéo dài thời gian ra một chút. Làm như vậy thì đại chúng có thể theo kịp được. Đây là một cách. Còn cách thứ hai, đó là hạ nhịp xuống. Ví dụ, khi anh ta bắt nhịp tán Phật, thì ta đã nghe ra, anh ta bắt nhịp tán Phật cao, vậy lát nữa sẽ còn cao hơn. Lúc này ta cần dự đoán tương lai trước. Nghĩa là chúng ta không phải cứ nghe anh ta bắt nhịp rồi cứ thế niệm theo luôn, mà ta phải biết dự đoán, xem từ khi anh ta bắt nhịp tán Phật cho đến lúc niệm Phật sẽ cao tới độ nào. Những điều này chúng ta đều phải biết rất rõ. Chúng ta có thể cứu vãn nghiệp trong những trường hợp giới hạn. Như đầu tiên, có thể điều chuyển ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như cảm thấy chỗ này khó chỉnh, thì chỉnh lúc thay đổi phiên bản từ 6 chữ sang 4 chữ. Ngay tại cột mốc này, ta hạ nhịp xuống. Nếu như các vị có cách thì hạ nó xuống. Đương nhiên điều quan trọng là ta có micro trên tay hay không. Nếu không, các vị sẽ không xoay chuyển nổi duy na. Vì vậy mà thầy luôn nói rằng phải có micro. Vì sao ta nên có micro? Vì khi đó ta có quyền chủ đạo. Có thể lúc bắt đầu là do anh ta chủ đạo, nhưng sau đó ta vẫn khiến anh ta thay đổi theo để đạt được yêu cầu như mong muốn. Nhưng quan trọng là quý vị có thể nắm chắc được những thời điểm trọng yếu để điều chỉnh, nếu không thì rất khó. Nên thông thường phương pháp của thầy thì thầy gặp duy na bắt hơi cao thì canh ngay lúc thay đổi phiên bản để hạ nhịp xuống. Ngay lúc ấy hạ xuống, vừa hạ là sẽ cảm thấy dễ niệm và dễ gõ hơn ngay. Vì duy na thì không có cố định, luân phiên mà. Vì thế có thể vị này mới đến nơi thôi liền vội vàng vào làm duy na, trong đầu còn rất nhiều điều vọng tưởng. Ban nãy mình nghĩ gì rồi? Vừa bắt nhịp thì, trong đầu còn vọng tưởng. Thường thì theo phản xạ tự nhiên là cứ bắt nhịp cao, nên bắt một hơi lên nhịp cao luôn rồi. Nếu như họ định tâm lại, lắng hết mọi vọng tưởng, thì họ sẽ bắt đầu chú ý đến nhịp thấp, sẽ tương đối thấp. Đây là một trong những trạng thái của duy na. Nên vừa nãy thầy nói, nếu như và lỡ như duy na bắt nhịp quá cao, thì mọi người phải chú ý canh ngay thời điểm nào đấy để hạ nhịp xuống. Nhất là khi chuyển từ 6 chữ sang 4 chữ. Đây là một cơ hội tốt. Đấy là một số trường hợp mình vừa gặp phải. Vậy anh thử bắt nhịp từ chỗ Tây Phương Cực Lạc thế giới xem nha. Tốt. Chỗ này rất tốt. Cái này tốt rồi. Chúng ta chỉ cần lắng nghe là biết ngay chỗ nào bắt được tốt rồi. Đã chuẩn rồi. Nhịp này bắt chuẩn rồi. Vì thế thật sự mà nói, quan trọng mà nói là vì anh ta chưa định tâm nên sẽ bắt nhịp quá cao. Nguyên do các vị nam đồng tu thường bắt nhịp rất cao. Chúng ta rất ít thấy các nam đồng tu khởi đầu nhịp thấp, thường họ hay bắt nhịp rất cao. Vì theo thói quen bình thường, các nam đồng tu hay bắt nhịp cao. Và bây giờ họ đã bắt nhịp vài lần, nên họ biết được rồi, và họ sẽ đi vào trạng thái cân bằng. Theo gợi ý của thầy, bản thân duy na khi mới bắt đầu vào thì đừng vội vàng. Ví dụ như khi phải bắt nhịp liền, mau mau bắt nhịp ngay. Thật ra ta nên chậm rãi một chút, nhẹ nhàng hít thở một cái, chậm chậm chút rồi hãy bắt nhịp. Như vậy có thể giúp tâm ta từ từ lắng xuống và sẽ dễ dàng bắt nhịp đúng hơn. Đấy là yêu cầu đối với duy na. Thầy cảm ơn. Xin mời anh A ngồi xuống. Đây là vài điểm quan trọng thầy vừa nói. Lát nữa thầy sẽ hỏi lại ngay và sẽ để mọi người kiểm tra một chút. Những điểm quan trọng thầy vừa nói có thể bây giờ mọi người chưa nhớ được, nhưng cố gắng nhớ cho kỹ. Khi thầy kiểm tra từng cái thì mọi người hãy để ý nghe nhé. Tiếp theo, khi chúng ta gõ thì thường có 3 mức tốc độ. Giờ đây ta nói đến vấn đề tốc độ, thường là 3 mức. Chậm, vừa, nhanh. Còn cần chú ý vị trí xa gần. Có một số vị thì thường để hơi xa, nên phải cầm dùi dài ra gõ. Để hơi xa. Hơi xa đúng không ạ? Thầy thì không quen để xa như thế. Dùi gõ thầy cũng không duỗi ra dài như vậy. Thì chỉ cầm cỡ chừng ngay giữa thôi.
Và bộ chuông thầy để gần tí, thầy cũng không ngồi quá cao, bộ chuông cũng không kê quá cao, tư thế ngồi vừa đúng từ trên xuống dưới, rất thoải mái, cũng giống như khi gõ mõ. Ta không gõ như vậy. Nếu gõ tầm thấp, thấp thế này thì vừa, rất thoải mái, gõ rất tốt. Và vì thế, vị trí gõ như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ đừng gõ cao như vậy. Cao quá thì tay ta sẽ dễ mỏi và không có sức gõ. Nên thầy đồng ý, nên kê mõ cao vừa phải thì gõ rất êm tai, đừng quá cao. Địa chung cũng vậy, phải từ trên mà xuôi xuống, gõ thế này. Vị trí đừng quá xa, để gần một chút, tay thì phải đặt như vậy. Rồi khi ta cầm dùi, vì ta mặc hải thanh, nên có lúc cũng ảnh hưởng. Nhất là mấy vị gõ trống thì dùi hay vướng tay áo. Nên một hôm Pháp Sư B bảo rằng, sao gõ trống mà thấy là lạ? Thì ra là do cái tay áo vướng cái dùi trống. Thầy bảo để thầy làm một cái chụp tay áo. Mai mốt ai gõ trống thì chụp vào cho đỡ vướng. Vậy nên ta nói tay áo cũng có chút ảnh hưởng. Tiếp đến, mình nói đến tiết tấu. Tiết tấu chậm là thế này. Đây là tiết tấu chậm. Chúng ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu này, vì đây là sự cảm nhận của mỗi người. Dù có dạy cũng chưa chắc dạy cho hiểu được. Ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu. Hơn nữa, phải gõ một cái là vào đúng tiết tấu ngay. Gõ chậm hoặc nhanh hơn đều không được. Nên mới nói rằng tiết tấu là cố định. Ta thử nghe máy niệm Phật này nhé. Đây chính là tiết tấu. Thật ra, thầy muốn mọi người nghe máy là để ta tập gõ theo và giúp ta làm quen với tiết tấu này. Khi cầm gõ, ta sẽ biết mình phải gõ như thế nào cho đúng chuẩn. Như vậy chúng ta không cần phải đi tìm, xem phải gõ như thế nào là thích hợp. Chúng ta phải tập đến độ không cần phải tìm nó nữa, mà cũng biết được tiết tấu mình cần đạt tới. Trong quá trình tìm kiếm thì ta phải lướt qua thật nhanh. Khi đã tìm được tiết tấu rồi thì hãy biết cố định cái tiết tấu ấy. Cách gõ của mình là như vậy, tiết tấu của mình là như thế. Sau đó, mới tới mức độ nhanh hơn chút, thì cũng phải cố định được cái tiết tấu. Phải biết duy trì nó lâu một chút. Đây là phần cơ bản. Nếu các vị tập theo hai đoạn tiết tấu này, cầm theo máy niệm Phật máy loại này, thì ở nhà các vị cũng có thể niệm theo, để từ đó nắm bắt được sự cảm nhận về tiết tấu. Vì vậy, ta nói tiết tấu sẽ giúp ta cảm thấy niệm rất hay. Các vị xem thử khi tiết tấu này gõ quá nhanh hay quá chậm sẽ ra sao nhé. À, tiết tấu này có vẻ không đúng phải không? Cái này cũng không đúng, nhất thiết phải cái tiết tấu kia kìa. Các vị học địa chung thì phải nắm rất chắc những tiết tấu này. Đây là tiết tấu chậm nha. Đấy là như thế. Nhanh một chút nữa, chúng ta tìm kiếm tiết tấu độ nhanh hơn cái trước một chút, rồi thì phải nắm bắt cố định nó lại. Amen.
Tiết tấu này nhanh hơn cái trước một chút. Kiếm được thì ta phải nắm giữ cố định nó lại. Ban nãy mình điều chỉnh tới mức này thì hãy cố định nó. Cái tiết tấu này là mốc chuyển tiếp. Ban nãy ta vừa nói đến mốc chuyển tiếp. Chúng ta vẫn đang nói trong tiết tấu kéo âm. Vẫn còn trong lúc kéo âm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có chữ gì được kéo dài ra. Khi tới mốc chuyển tiếp, ta phải chuyển sang không kéo âm nữa. Nên khó nhất là ở chỗ này, vì có khi đại chúng không biết ta niệm có hay không có kéo âm, nên thành ra một số thì kéo âm, một số lại không kéo, nên sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu của mình. Chúng ta cũng chẳng biết rốt cuộc là niệm kéo hay không kéo đây. Khi ấy mình cũng bị làm cho rối cả lên rồi. Vì đại chúng chia làm hai phe rồi, thì kéo âm, bên thì không kéo. Đó là vì tiết tấu của chúng ta làm cho đại chúng phân biệt không rõ, không biết nên kéo hay không nên kéo, không biết phải niệm ra sao. Vì vậy cái tiết tấu của chúng ta phải được xác định cho thật rõ. Đây là thầy thử kéo âm chuyển nha. Đấy chính là như vậy, có nghĩa là vừa đúng từ cái mức giới hạn, mức chuyển tiếp, chuyển từ có kéo âm sang không có kéo âm. Thật ra thì mức chuyển tiếp này cũng hơi dài, nên ta còn phải trải qua một quá trình. Nhưng quá trình này không nên kéo quá lâu, đừng kéo quá lâu. Khi đã trải qua quá trình này rồi thì chuyển sang không kéo âm nữa. Làm như vậy đại chúng sẽ biết được, à, anh chuyển sang không kéo âm nữa. Nên trong đoạn quá đoạn này thì đại chúng sẽ chưa phân biệt được. Nên ta đừng ở lại đó quá lâu. Vậy nên khi đã chuyển sang tiết tấu khác rồi, sang tốc độ tiết tấu không kéo âm rồi, thì đại chúng tự nhiên sẽ biết theo mình. Nhất là thầy nhấn mạnh niệm Phật phải niệm ra tiếng, tốt nhất là đeo micro vào. Vị trí đừng quá xa, để gần một chút, tay thì phải đặt như vậy. Rồi khi ta cầm dùi, vì ta mặc hải thanh nên có lúc cũng ảnh hưởng. Nhất là mấy vị gõ trống thì dùi hay vướng tay áo. Nên một hôm Pháp Sư B bảo rằng, sao gõ trống mà thấy là lạ? Thì ra là do cái tay áo vướng cái dùi trống. Thầy bảo để thầy làm một cái chụp tay áo. Mai mốt ai gõ trống thì chụp vào cho đỡ vướng. Vậy nên ta nói tay áo cũng có chút ảnh hưởng. Tiếp đến, mình nói đến tiết tấu. Tiết tấu chậm là thế này. Đây là tiết tấu chậm. Chúng ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu này, vì đây là sự cảm nhận của mỗi người. Dù có dạy cũng chưa chắc dạy cho hiểu được. Ta phải tự cảm nhận cái tiết tấu. Hơn nữa, phải gõ một cái là vào đúng tiết tấu ngay. Gõ chậm hoặc nhanh hơn đều không được. Nên mới nói rằng tiết tấu là cố định. Ta thử nghe máy niệm Phật này nhé. Đây chính là tiết tấu. Thật ra, thầy muốn mọi người nghe máy là để ta tập gõ theo và giúp ta làm quen với tiết tấu này. Khi cầm gõ, ta sẽ biết mình phải gõ như thế nào cho đúng chuẩn. Như vậy chúng ta không cần phải đi tìm, xem phải gõ như thế nào là thích hợp. Chúng ta phải tập đến độ không cần phải tìm nó nữa, mà cũng biết được tiết tấu mình cần đạt tới. Trong quá trình tìm kiếm thì ta phải lướt qua thật nhanh. Khi đã tìm được tiết tấu rồi thì hãy biết cố định cái tiết tấu ấy. Cách gõ của mình là như vậy, tiết tấu của mình là như thế. Sau đó mới tới mức độ nhanh hơn chút thì cũng phải cố định được cái tiết tấu, phải biết duy trì nó lâu một chút.
Đây là phần cơ bản. Nếu các vị tập theo hai đoạn tiết tấu này, cầm theo máy niệm Phật, máy loại này, thì ở nhà các vị cũng có thể niệm theo, để từ đó nắm bắt được sự cảm nhận về tiết tấu. Vì vậy, ta nói tiết tấu sẽ giúp ta cảm thấy niệm rất hay. Các vị xem thử khi tiết tấu này gõ quá nhanh hay quá chậm sẽ ra sao nhé. À, tiết tấu này có vẻ không đúng phải không? Cái này cũng không đúng, nhất thiết phải cái tiết tấu kia kìa. Các vị học địa chung thì phải nắm rất chắc những tiết tấu này. Đây là tiết tấu chậm nha. Đấy là như thế. Nhanh một chút nữa, chúng ta tìm kiếm tiết tấu độ nhanh hơn cái trước một chút, rồi thì phải nắm bắt cố định nó lại. Tiết tấu này nhanh hơn cái trước một chút. Kiếm được thì ta phải nắm giữ cố định nó lại. Ban nãy mình điều chỉnh tới mức này, thì hãy cố định nó. Cái tiết tấu này là mốc chuyển tiếp. Ban nãy ta vừa nói đến mốc chuyển tiếp. Chúng ta vẫn đang nói trong tiết tấu kéo âm. Vẫn còn trong lúc kéo âm. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Có chữ gì được kéo dài ra. Khi tới mốc chuyển tiếp, ta phải chuyển sang không kéo âm nữa. Nên khó nhất là ở chỗ này, vì có khi đại chúng không biết ta niệm có hay không có kéo âm, nên thành ra một số thì kéo âm, một số lại không kéo, nên sẽ ảnh hưởng tới tiết tấu của mình. Chúng ta cũng chẳng biết rốt cuộc là niệm kéo hay không kéo đây. Khi ấy mình cũng bị làm cho rối cả lên rồi. Vì đại chúng chia làm hai phe rồi, thì kéo âm bên thì không kéo, đó là vì tiết tấu của chúng ta làm cho đại chúng phân biệt không rõ. Không biết nên kéo hay không nên kéo, không biết phải niệm ra sao. Vì vậy, cái tiết tấu của chúng ta phải được xác định cho thật rõ. Đây là thầy thử kéo âm chuyển nha. Đấy chính là như vậy. Có nghĩa là vừa đúng từ cái mức giới hạn, mức chuyển tiếp, chuyển từ có kéo âm sang không có kéo âm. Thật ra thì mức chuyển tiếp này cũng hơi dài, nên ta còn phải trải qua một quá trình. Nhưng quá trình này không nên kéo quá lâu, đừng kéo quá lâu. Khi đã trải qua quá trình này rồi thì chuyển sang không kéo âm nữa. Làm như vậy đại chúng sẽ biết được, à, anh chuyển sang không kéo âm nữa. Nên trong đoạn quá đoạn này thì đại chúng sẽ chưa phân biệt được. Nên ta đừng ở lại đó quá lâu. Vậy nên khi đã chuyển sang tiết tấu khác rồi, sang tốc độ tiết tấu không kéo âm rồi, thì đại chúng tự nhiên sẽ biết theo mình. Nhất là thầy nhấn mạnh niệm Phật phải niệm ra tiếng, tốt nhất là đeo micro vào.